Xin chào tất cả người. Hiện tại hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5 rồi. Và mình muốn nhắc anh em về cái sự kiện rất quan trọng trong ngày hôm nay, trong đêm hôm nay anh em ơi. Sự kiện tặng trang phục miễn phí toàn server chính thức diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5. Chỉ đêm hôm nay thôi, anh em đăng nhập lúc 12 giờ anh em sẽ có thể là nhận được cái bộ trang phục như thế này. Nhưng mà đặc biệt khi mà nhận cái bộ trang phục này ấy, thì mình nói qua anh em cần phải đánh thắng một trận đấu thường hoặc là đánh thắng một trận đấu hạng 5 với 5 thì anh em mới có thể là nhận được cái một trong số 10 bộ trang phục này nhá. Ok, có valet nước đặc cảnh mình rất thích này. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về cái chuỗi sự kiện anh em không thể bỏ qua được cái trong tháng 5 huy hoàng anh em ơi. Tháng 5 huy hoàng nhá. Các kiện tướng thân mến này, sự kiện tiếp theo là nhận trang phục miễn phí toàn server trong ngày mùng 5 tháng 5. Các kiện tướng chiến thắng một trận đấu thường 5 với 5 hoặc đấu hạng sẽ nhận được một huy hiệu trang phục dùng để đổi một trong 10 trang phục miễn phí. Đó, anh em có thể nhìn thấy 10 trang phục đây nha. Đó. Và các kiện tướng mới chơi hay mới tham gia đăng nhập game lần đầu trong ngày này cũng sẽ nhận được một trang phục miễn phí nhé. Ok, tiếp tục. Các bạn có thể lựa chọn lấy tối đa một trong 10 trang phục theo ý thích này, chỉ duy nhất trong ngày mùng 5 tháng 5. Nhanh chóng mời bạn bè chơi game để nhận trang phục miễn phí nào. Cái mời bạn bè này thì anh em có thể là giới thiệu qua bạn bè mình để không thể bỏ lỡ cái ngày mùng 5 tháng 5. Thật ra ngày mùng 5 tháng 5 là vào thứ bảy mà, thế nên là khá nhiều anh em được nghỉ chơi thắng một trận đấu thường hoặc hạng thì rất đơn giản đúng không? Ok, tiếp đến này, chuỗi hoạt động làm nhiệm vụ để nhận huy hiệu tháng 5 huy hoàng. Thời gian đó là từ ngày 28 tháng 4 đến là 13 tháng 5 anh em ơi. Nội dung mỗi ngày các kiện tướng làm nhiệm vụ sẽ nhận được huy hiệu tháng 5 huy hoàng dùng để đổi các vật phẩm trong game. Nhiệm vụ mỗi ngày đăng nhập mỗi ngày này. Huy hiệu tháng 5 huy hoàng thì khi mà đăng nhập mỗi ngày anh em sẽ nhận được tối đa 2 huy hiệu trên một ngày nhá. 2 huy hiệu trong một ngày. Chơi cùng bạn thì anh em sẽ nhận được 3 huy hiệu trong một ngày. Sử dụng huy hiệu tháng 5 huy hoàng để đổi các phần quà giá trị. Có hai đợt để các kiện tướng có thể đổi thưởng này. Đợt 1 là ngày mùng 7 tháng 5. Ok, ngày mùng 7 thì như vào thứ hai thì vậy. Đúng không nhỉ? Tiếp đến này, số lượng huy hiệu tháng 5 huy hoàng thì là 15 huy hiệu. Khi mà anh em tích đủ 15 huy hiệu rồi thì phần thưởng của anh em sẽ là một viên ngọc cấp 3 ngẫu nhiên, và giới hạn đổi viên ngọc chỉ là có một thôi anh em ơi. 10 huy hiệu thì là một vé quay kho báu, giới hạn đổi là một. 5 huy hiệu, 5 mảnh tướng, giới hạn đổi 3. 1 huy hiệu, một thẻ thử tướng, một ngày, giới hạn đổi là 10. Đợt 2 thì là vào ngày 14 tháng 5, số lượng huy hiệu tháng 5 huy hoàng đó là 15 huy hiệu. Phần thưởng đó là một ngọc bậc 3 ngẫu nhiên, giới hạn đổi 1 này anh em ơi. Khi mà anh em tích đủ 10 huy hiệu thì anh em sẽ nhận được phần thưởng một vé quay kho báu, 5 huy hiệu sẽ đổi được 5 mảnh tướng này, 1 huy hiệu thì sẽ được một thẻ thử tướng trong một ngày, giới hạn đổi là 10 cái thẻ anh em ơi. Tiếp đến, ngoài ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 13 tháng 5, mỗi ngày tham gia đấu các trận đấu thường hoặc hạng sẽ rơi ra mảnh tướng và mảnh trang phục. Giới hạn mỗi ngày một mảnh mỗi loại này anh em ơi. Riêng ngày mùng 1 tháng 5 và ngày mùng 5 tháng 5 tỷ lệ này sẽ nhân 3, giới hạn mỗi ngày. Mùng 1 tháng 5 thì qua rồi. Ok, giới hạn mỗi ngày sẽ nhận được 3 mảnh mỗi loại này. Chưa hết, riêng ngày mùng 1 tháng 5 sẽ nhân đôi. Ở cái này thì qua rồi anh em ơi. Nói chung thì hôm nay thì là ngày mùng 4 tháng 5 rồi và mình chỉ mong chờ đó là ngày mùng 5 tháng 5 thôi. Mình nhắc lại, ngày mùng 5 tháng 5 khi mà anh em đăng nhập vào và chơi thắng một trận đấu hạng 5 với 5 hoặc là một trận đấu hạng thường 5 với 5 thì anh em sẽ nhận được một trong số 10 bộ trang phục này. Và khá nhiều câu hỏi anh em hỏi mình đó là cái trận đầu tiên anh em đánh nếu mà thua thì có nhận được không? Thật ra thì trong ngày hôm đấy anh em đánh thua bao nhiêu trận đi chăng nữa, kể cả trận đầu hay trận cuối hay sao đấy, thì anh em chỉ cần thắng đúng một trận duy nhất thôi. Kể cả cái trận đầu tiên anh em thua thì cái trận sau anh em đánh thắng thì anh em vẫn có thể nhận được cái bộ trang phục, một trong số 10 bộ trang phục này nhá. Ok, mình nhắc lại một lần nữa này, đăng nhập ngày mùng 5 tháng 5 và thắng một trận đấu thường hoặc là trận đấu hạng anh em sẽ có cơ hội nhận lấy bộ trang phục, một trong 10 bộ trang phục này. Và clip của mình đến đây kết thúc rồi. Mình chỉ muốn thông báo cho anh em để anh em không 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 thể nào quên được cái sự kiện rất là tốt này của Garena Linko Mobile. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.